cháu đi tìm việc làm nhưng mà không có việc làm. Không có việc làm à? Bây giờ vẫn không có việc làm à? Thế thì bây giờ nhá, đi 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 dẫn anh đi cái đỉnh núi đấy. Thì đi về thì anh gửi tiền. Được không? Gửi bao nhiêu? Thì cháu đi tìm việc làm ạ. Hả? Hai chú dẫn cháu đi tìm việc làm là được. Hai chú dẫn cháu đi tìm việc làm là được. À, đi tìm việc làm á? Hay đi tìm việc làm bây giờ ở đâu nhỉ? Tại vì chú ở đây thì chú lại đi tìm việc làm thì như thế nào ta? Ở đây thì anh em mình á là thôi cứ đi, ngày mai cứ đi leo núi đã. Rồi đi leo núi rồi cái là từ từ mình quen với nhau nhá. Rồi để có gì ngày mai mình đi rồi mình hỏi han rồi mình gặp nhau rồi mình nói chuyện. Rồi cái là mình từ từ mình xem thông tin như thế nào nhá. Rồi nếu mà có việc làm để xem chú bảo, để anh bảo nhá. Đồng ý chưa? Bây giờ anh sẽ chở em đi đến đi về nhà nhá. À, bây giờ lên xe anh trở về đi, lên đây. Đi. Đây. Đi qua đây cái này, đây. Đến đây. Đến ngồi trước luôn. À, ngồi đây nhá. Ngồi đây, ngồi lên đi. Lên đây, cứ lên đi. Cứ lên ngồi đi. Ngồi đi, bỏ cái này của anh qua đây. Rồi. Lên đây để chỉ đường cho anh nhá. À, anh Thành ngồi sau quay nhá. Ok. Ok. Đóng cửa lại. Đấy. Rồi. Bây giờ em sẽ chỉ đường để cho anh lái xe vào trong bản của em được không? Đồng ý không? Đồng ý. Rồi ok nhá. Em rồi. Em đi ô tô bao giờ chưa? Đi rồi chứ đúng không? À, rồi anh em mình đi nhá. Rồi em không muốn có cần phải thách gian toàn không? Không sợ đâu nhờ? Không sợ. À thôi. Rồi em ấy thì thôi nhá. Em ấy ở đây chắc không sợ đâu. Đi. Anh chú, anh ở Hà Nội ạ? Hà Nội, đúng rồi, anh Hà Nội lên đây. Khi nào anh đi về? Ờ. Khi nào đi về á? Chưa, còn lâu lắm. Đi mấy tuần cơ. Đi ở trên này mấy tuần cơ. Cái đường này á là cái đường đi vào khu vai đúng không? Đúng. Cũng là cái đường đi Tà Chỉ Nhù luôn à? Đúng. Thì chúng ta cứ đi thôi nhờ. Không biết, chưa biết như thế nào à, tại vì đây là lần đầu tiên mình đi Tà Chỉ Nhù, mình chưa biết. Mình có đến khu vai một lần, có đến đây một lần rồi. Nhưng mà chưa có rõ về ở tại Trạm Tấu. Đây là thung lũng gì em? Đây á? Ờ. Chẳng biết đâu. Đây à? Cháu đi đi viện lắm mà không có. Không có. Thế ở nhà thì mình làm gì? Ở nhà làm ruộng. Làm ruộng rồi. Nhưng mà bây giờ mình không muốn làm ruộng nữa đúng không? Ừ, bây giờ không có tiền này. Không muốn làm ruộng nữa mà mình muốn là có việc làm phải không? Ừ. Nhưng mà bây giờ thì đang là rất là khó khăn ha. Đang là trong cái lúc mà kinh tế khó khăn nhá. Dạ. Nên là mình cứ phải từ từ nhá. Dạ, nhưng mà mình có bên thân giống đấy. Hả? Có bên thân giống ấy. Bên gì? Máy. Cái gì? Máy để giống ấy. Không hiểu. Cháu bảo là không có máy điện thoại để dùng. À, không có máy điện thoại để dùng. À thì mai mốt là kiếm tiền. Ồ, bên kia có cái gì ấy kìa. Bên kia có cái làng gì đẹp đó nhờ. Kìa, cái bản làng gì đấy. Kìa kìa. Bên đây là mấy có mấy cái bản làng gì nhờ, đẹp quá. Làng ruộng. Mình nói mà mình không hiểu luôn rồi. Không hiểu. Rồi đây là mấy cái căn nhà, nhà sàn này hay không? Đây. Nhà của em ở đâu? Ở gần đây. Đi vào trong nữa đúng không? Ừ. Rồi, đi tới nhà em luôn nhá. Ừ. Có xe ô tô có tới được không? Thế đi mà. À thế à. Bên đây còn có cái cầu nữa này. Đi Tà Chỉ Nhù kia. Đi Tà Chỉ Nhù là đi vào đây rồi đi lên à? Là chỗ cao kia. Cái kia hả? Cái đỉnh đấy gì? Nhưng mà cao chút. Hả? Rồi qua nhá.
đâu, cái đỉnh đấy là cái đỉnh nào? Cái đỉnh kia à? Cái đỉnh có phải cái đỉnh mà cao cao đấy không? Đấy hả? Tại cái đỉnh có mây. Có mây đấy hả? Vâng. À, mình leo được đến tới đấy không? Nhưng mà không thể đi xe tới đấy. Đương nhiên mình chỉ đi bộ ấy. Yeah. Mà có khó đi không hỏi em? Không. Không đúng không? À rồi. Về hướng dẫn hang đi nhá. Vâng. Rồi. Mai hai chú lên thì cháu đi đi. Rồi nhá chị. Ồ, đang làm gì đây? Có qua được không? Qua được không anh ơi? Để cho anh kia anh qua đã. Đây. Ok. Qua được không anh? Đi được. À được à? Chào các anh nhá. Rồi, đang là làm đường đây. Đang làm đường. Ờ, đang làm đường. Đi xe này mới vô được chứ. Chào chú. Chào anh nhá. Ồ, đây có mấy con suối này. Ở dưới hôm nay có việc làm ạ. Ở dưới Hà Nội á, cũng có việc làm nhưng mà việc làm ít lắm. Bây giờ đang là khó khăn lắm ấy. Bây giờ này, anh sẽ ngày mai mình cứ đi với chị tụi anh đi tại chị Nhù nhá. Ừ. Đi cùng với tụi anh nhá. Ừ. Rồi tụi anh sẽ xem là hướng dẫn xem nếu mà có cái ý tưởng việc làm gì thì tụi anh sẽ chia sẻ nhá. Ừ. Nói nhá. Ừ. Được không? Được. Rồi. Bạn đi tìm việc. Cuộc sống ở trên đây khó khăn quá à? Hay sao em? Ừ. Nhưng mà sao là anh thấy em hút thuốc mà? Con đi làm về. Em đang vừa đi làm gì? Đi làm về Yên Bái về. Yên Bái á? Đi làm Yên Bái về. À, sao lại không làm nữa? Nhưng mà hết việc. À, hết việc rồi. À, ở trên Yên Bái em làm cái gì? Vườn xã. Hả? Vườn xã. Cái gì? Đi xây nhà. À, xây đi xây nhà. À, đấy ạ. Đi xây nhà. Và bây giờ hết việc rồi. Nên là phải ấy, nên là phải buộc là phải ấy thôi. Đi xây nhà nên là hết việc rồi nên là phải về đúng không? Đúng. Ồ. Oh. Lúc nãy là em tính đi bộ vào đấy hả? Ừ. Đi bộ này, đi bộ mà em mà đi bộ vậy thì đến bao giờ mới đến? Chắc là một tiếng rưỡi. Thì đến nhà. Nhà cũng xa mấy. Bây giờ mình sẽ đi vào chỗ nhà em nhé. Nhưng mà đây có phải là đường đi tại chị Nhù không? Phải. À, đây là đường đi trên mỏ. À, đi lên mỏ đây hả? Cái mỏ chì ấy phải không? Ừ. Rồi. Đi lên mỏ xong nhưng mà đi trong đường tại chị Nhù. Là phải đi qua mỏ. Ừ. Đúng không? Đúng. Đi leo lên đỉnh Tà Chì Nhù á thì có mệt không em? Có. Mệt hả? Mệt. À. Mai mình phải mang đồ ăn theo đúng không? Mang nước. Và đồ ăn. À. Anh Thành có sợ không? Ừ. Anh Thành có sợ không? Không. Chiến được. Ôi. Thì phết đấy. Dạ. Ôi, ở trong đây là một cái bản gì thế này? Bản mà hát. Bản hát. À, bản hát này. Đây là bản hát anh Thành này. À. Đây. Đấy. Ôi, đây là cầu bản hát. Đẹp quá. Rồi. Tám giờ sáng ấy. Thì mấy giờ thì mình đến được cái chỗ nghỉ chân ở trên đỉnh núi? 2 giờ chiều. Rồi, sau đó mình có lên đỉnh luôn không? Có.
mình đi lên đỉnh xong rồi mình lại quay trở lại cái chỗ nghỉ đúng không? À rồi, đây rồi. Đây là cầu gì đây? Không đi đường cầu nào. Thế à? Cầu bên dưới mà. Cầu bên dưới chặn rồi. Chặn á? Chặn rồi đấy, có đi được đâu. Đi à, đi được kia à? À đấy à? Tí nữa là mình, tí nữa là mình đi qua cái cây cầu này. À, cái cầu này là qua suối này. Wow. Ở đây có cái cầu này. Này ơi. Này đi qua suối nhá. Chúng ta đang đi qua cái cây cầu này. Đó. Úi rồi, bắn nước à, tung té đây. Có anh kia đang đi lấy nước rồi á. Đang đi lấy đồ gì á. Đấy. Chúng ta đang đi qua một cái đập tràn. Cái này mà vào mùa lũ thì thôi khỏi đi luôn nhờ. Mùa lũ thì ở lại luôn. Mở mùa lũ thì anh ở lại nhà em luôn được không? Có gì ăn không? Nhà em có gì ăn không? Đó. Bản nhà em đi lối nào? Đi lối này, đi lối này. Lối này. Lối nào? Lối này. Có phải à? Ừ. Đâu đi có vào được đâu? À đi lối kia. Đi lên. Rồi đi lên núi đúng không? À đây. Đây rồi các bạn ơi, à, đây có một cái gọi là đỉnh Tà Chi Nhù này, 19,5 km. Nếu mình đi đỉnh Tà Chi Nhù thì lái xe có đến được gần gần cái điểm để mình đi không? Đến đi mỏ đúng không? Đúng. Rồi bây giờ đi chỗ này đúng không? Đúng. Đi về nhà em nhá. À. Đã hiểu. Thì ra là thế đúng không? Rồi. Đi ô tô vào được tới nhà em không? Không. Hả? Thế cái xe này đi được đến đâu? Đi được đến đâu? Em bị ra nhà trong đây rồi. Nghe em đâu? Nghe em gần đến chưa? Gần đến rồi. Rồi. Nhưng mà xe này có đến được nhà em không? Có. Lúc thì nói không, lúc nói có là sao? Mà có mà, nhà trong kia. À, có gì? Ừ. Đâu nhà em chỗ nào đâu? Lát nữa chỉ anh đến đến thăm nhà nhá. Được không? Yeah. Rồi. Riêng. Bạn riêng. Đấy. Ôi khung cảnh đẹp thế nhờ. Ôi chỗ này có đá này. Cẩn thận nhá. Chạy chỗ này cẩn thận là ăn đòn đấy. Thì hãy anh đi. Anh vào nhà em. Nhá. Anh vào nhà em anh thăm nhà được không? Có dẫn anh vào nhà anh nhà em thăm nhà được không? Mà khác lắm à. Cái gì? Không ở nhà đâu. Cái gì? Không ở nhà. Ai không ở nhà? Bố mẹ. Gần gì em có ở nhà không? Em có về nhà không? Em bây giờ em có về nhà không? Em đi về rượu chị. Hả? Đây ạ. Đâu nhà em đâu? Nhà em đâu? Nhà này á? Không phải đâu. Chứ nhà nào? Chính em ạ. Bây giờ đi lối nào? Đi lối này đi. Ờ thì đi tiếp gì? Đi tiếp nhá. À. Rồi. Mà đến đây không biết có đi được không? Đi không qua được cầu lắm. Ờ. Thôi mình cứ đi xem có qua được không? Không qua được thì mình quay lại. Nhờ. Thì cho em đi bộ này. Ờ thì đi bộ. À tức là nhà em muốn qua là phải đi qua cầu gì? Có phải không? Có phải không? Phải. À. Tại vì bạn là người dân tộc nên là mình nói có nhiều cái bạn không hiểu nên mình không biết phải làm sao. Chắc chắn không qua được. Không qua được rồi. Thôi đến đây thôi. Đến đây thôi. Bây giờ mình sẽ xuống xe. Nhà ở đâu? Đi nhà lán thôi mà. Chào. À, đi nhà lán. Nhà để trong ruộng ấy. Hả? Nhà trong ruộng. Nhà trong ruộng. Tức là nó không về nhà ở mà nó... À, tức là em không về nhà ở. Mà em vào cái nhà lán á. Mà đấy làm gì? Hello. À, em đang đi làm gì? Chưa hiểu. Tức là cậu này phải ra lán để trồng lúa. À, tức là không về nhà. Em đi lên lán để trồng lúa gì? Ok, rồi. Chào em nhá. À, đi vào lán đúng không? Đây, vào lán đây. Anh em vào lán cái nhà. Ok. Đây.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong nhà của bạn ấy. Trong đây thực ra đây là không phải là nhà của bạn ấy mà đây là cái lán thôi. Và chúng ta cũng đi vòng vòng khu vực này tí ha. Để chúng ta cũng tìm hiểu xem cái khu vực này như thế nào. Đây các bạn ơi, bà ta đang đi trên một cái cầu này. Bà ta có thể lắc này. Nó rung rinh như này. Cầu này bắt qua cái con suối. Ôi đẹp quá các bạn ạ. Khung cảnh thơ mộng lắm. Chưa. Ôi. Một cái dãy núi trước mặt chúng ta luôn các bạn ạ. Đó, và chỗ này này, đây. Quay lên đây. Đây là suối này. Này. Các bạn coi kìa, nước là bao nhiêu năm nó chảy nó mòn đá luôn. Rồi đi lên kia xuống nó chảy từ mãi tận trên kia xuống kìa các bạn. Đấy. Đây đi vào bạn ấy xem sao này. Nhà ở đâu? Lên đây à? Tức là đây không phải là nhà ở của em đúng không? Đây là nhà để mà trông ruộng ấy. Rồi, ok, anh em mình đi lên đây. Thực ra cái này anh em phải thay giày này. Đi giày kia đi nó hợp lý hơn. Cái này mà đi đường đất thì như thế nào? Nó trơn lắm à? Thế một ngày em hút thuốc nhiều không? Bạn là người dân tộc, bạn là em là dân tộc gì? Mông. Thế là nói không rõ nên giao tiếp là có phần mình cũng thấy là hơi khó khăn. Có nhiều cái mình không hiểu. Mà hút thuốc như ác liệt quá. Từ đây vào lán xa không em? Xa bao nhiêu? Một cây không? Một km hả? Rồi lát nữa em vào em có ra đây không? Cũng lại ra luôn. Như nào anh chưa hiểu? Có ra lại không? Có ra lại đây không? Không ra cái gì? Tức là về nhà thôi đúng không? Bây giờ này, để mà đi đi tà chỉ nhù thì sẽ phải chuẩn bị những gì? Chuẩn bị cao và thức ăn. Nước và thức ăn. Được. Rồi mình đi trong bao lâu? Đi đúng 8 giờ chờ muốn thấy. Đi 8 tiếng. Được. Thì đi từ 8 giờ thì đến chiều thì sẽ đến. Vâng. Mà có phải leo nhiều không? Hay là cứ đi như những đường như này thôi? Cứ như này thôi gì? Ừ. Có được không? Cứ đi theo những đường này thôi. Vâng. Lúc nào mệt thì mình nghỉ. Vâng. Rồi bây giờ đồ ăn thôi chuẩn bị như nào đây? Đó. Nhà em có đồ ăn chưa? Có gạo thôi. Có gạo thôi gì? Mới có gạo thôi. Vậy thì đi Tà Chỉ Nhù là phải chuẩn bị đồ ăn. Đi leo núi là phải chuẩn bị đầy đủ. Nên là thôi bây giờ chúng ta trước mắt là chúng ta cứ đến thăm nhà bạn ấy đi nha. Đến đi tiếp em đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính và quyết định nha. Hôm nay đi thăm ruộng của bạn là gì? Riêng đúng không? Nhiều khi em nói mà anh chẳng hiểu em nói gì. Này các bạn này đi. Hôm nay là trời khô ấy các bạn. Đó, mình đi nó dễ. Nhưng mà trời mưa thì đi cái này mệt luôn. Và đi đôi giày, đáng nhẽ mình phải đi đôi giày. Như đôi giày leo núi ấy, thì đi nó sẽ thuận tiện hơn. Này các bạn ấy cứ leo như thế này này. Đấy. Thôi, ghê không? Mà leo sột lên. Giống như không ấy. Mình đi mình phát sợ. Mình đi phát sợ đây các bạn cứ leo vào lên thôi. Mệt à? Sao lại mệt? Hả? Hút thuốc à? Thì đừng hút nữa.
hút thuốc xong rồi mệt. Hả? Hút thuốc xong rồi lại mệt. Là sao? Đi tiếp được chưa? Hả? À, có đi tiếp được chưa? Mệt à? Sao lại mệt nhỉ? Anh phải mệt chứ sao sao em mà chưa gì đã mệt rồi là sao? Mệt ạ. Thế tối nay em không về nhà? Không. Sao không về nhà? Ngủ ở lán. Ngủ ở lán? À. Chứ là bố mẹ giao ra lán ngủ à? Rồi ăn uống bằng cái gì? Ăn à, bằng gạo. Có gạo? À, chỉ có gạo thôi. Nấu ăn. Lát nữa nấu ăn. À, chỉ ăn gạo thôi. Thôi bây giờ mình đến lán của bạn ấy cái đi. Đi em ơi, chúng thôi muộn. Chúng thôi tụi anh còn phải xuống nữa. Đi đến lán của em. Hay chưa xuống đâu ạ? Thì lại đi về. Thì hai chú ở đây. Hay chưa xuống đây ngày mai cháu ra đi. Ngày mai á, là ngày mai. Ngày mai thì cháu em từ trên đấy đem đi xuống. Còn bọn anh lát nữa tụi anh đi về đây. Rồi lát nữa mình tính xem mình có đi hay không. Tại mình đi phải chuẩn bị đàng hoàng. Chúng tôi là không có ổn đâu. Đúng không? Đi leo núi là phải chuẩn bị. Nên cứ lên nhà em cái đá rồi anh em mình họp. Lên trên đấy rồi bàn. Đúng không? Được chưa? Bây giờ lên chỗ lán của em để em ở đấy đúng không? Có đúng không? Đúng. Đi. Đi. Không đi nữa à? Không. Sao không đi? Bây giờ không lên lán nữa hay sao? Không. Không lên lán nữa. À. Bây giờ em đi đâu? Thì ở đây. Đi một lát mới đi lán. Rồi. Ở đây một lát rồi đi lán hay là đi xuống đi về? Hả? À? Có xuống đi về nhà không? Có chứ. Đi về nhà đi. Đi. Nghe mình đi về nhà. Nhá. Nhưng mà sao bố mày chỉ cho? Chửi á? Vâng. Lý do gì mà chửi? Tại vì là đi tìm viện xuống là Nghĩa Lộ mà không đi tìm. À tức là nói là xuống Nghĩa Lộ để đi tìm việc. Vâng. Mà lại không đi. Vâng. Mà bây giờ lại về. Vâng. Bây giờ làm sao anh? À, bây giờ phải làm sao? Thôi bây giờ cứ đi về nhà đi. Về nhà rồi anh sẽ nói với bố mẹ là thấy bạn này đi nhưng mà ở dưới đấy rất ít việc nên là bây giờ tạm thời ở nhà cái đã nhá. Đi. Không. Sao không? Bố mẹ đánh à? Vâng. Có đánh không? Chắc là nghịch lắm à hay sao? Em có nghịch không? Không. Sao lại bị bố mẹ chửi? Thì bố mẹ bảo là bố bà la đi tìm việc lắm mà không biết thì bố mẹ đấy thế á? À? Không có việc mà bị đánh à? Ồ Tức là bạn ấy là đi tìm việc nhưng mà không có việc thì bố mẹ sợ bố mẹ đánh nên không dám về nhà. Có thật đâu đấy? Thế bây giờ anh cho em một mấy trăm nghìn nhá. À. Em về nhà, anh đưa em về nhà đàng hoàng để rồi mình ở nhà một vài ngày sau đó tìm việc khác. Được chưa? Yeah. Đi, bây giờ đi với anh. Vậy thì đứng lên. Đứng lên đi xuống, dẫn anh đi xuống nào. Nhanh lên. Hay anh đi về nhà mai, hay anh xuống cháu ra đi thì thật thì được kìa. Sau, cái đó tính sau. Chúng ta tính sau đi. Nhưng mà cháu không thích đi về. Sao không thích đi về? Sao bố mẹ lấy không? Đi về đi, anh gặp rồi anh nói rồi anh cho em mấy trăm nghìn, được chưa? Để đưa bố mẹ, để bố mẹ đỡ đánh, được không? Để giải thích đi. Nhá. Rồi bây giờ xuống Nghĩa Lộ có việc đâu mà tìm. Có thật là không làm gì không hay là làm gì để bố mẹ đánh này? Không làm gì. Vậy thì không làm gì thì xuống đây đi xuống đi dẫn anh đi xuống đi nhanh lên. Đi xuống đây. Đi xuống đây, anh lại trở về nhà. Cháu không muốn đi về. Không muốn đi về nhà. Thế bây giờ làm sao? Bây giờ giờ em đi đâu? Đó. Em đi đâu? Chẳng biết đi đâu luôn. Thế trên đây có đồng ruộng của nhà mình không? Có. Đi tiếp, đi đến đồng ruộng. Có đi không? Đi đến là gì? Để đến nhà mà ở chứ tối nay ở đâu? Chẳng biết ở đâu. Tức là chẳng biết ở đâu. Nhưng mà anh và chị ở trên nhà. Anh chị ở trên nhà lại không dám lên. Có nhiều lý do quá. Thôi bây giờ đi xuống, đi. Mình đi xuống, dẫn anh đi xuống đi. Thế đi đâu? Đi xuống thôi, đi xuống đấy rồi đứng trên cầu chơi cho hóng mát. Đi, đi. Anh em mình bây giờ sẽ đi xuống. À, đi xuống cái đá. À, bây giờ bạn cũng chưa biết là đi đâu. Nên là... Ơi! Anh đi, ngày mai cháu xuống đi biển Tà Thì.
Vậy thì bây giờ em cứ đi đi nhá, em đi về nhà đúng không? Ừ. Vậy em cứ lên đi đi nhá. Ừ. Rồi, tức là không muốn anh đến đúng không? Cháu chỉ sợ à, thế gì tức là chỉ sợ bố mẹ chửi à? Có gì đâu nhở, đâu gì đâu mà sợ nhở. Thôi vậy thì em cứ về nhà đi nhá, tức là vì một lý do gì đấy mà bạn ấy chưa muốn mình đến nên là thôi mình chúng ta cũng không có cố gắng à. Mình kia nhá. À. Đến đến cái chỗ kia gì? Đến cái chỗ vừa rồi gì? Đang... có cái biển đấy. Cái biển đấy. À, rồi, thì sẽ đến đấy đúng không? Có biển chỉ dẫn em đấy. Em ở đấy đúng không? À. Rồi rồi rồi, nhất trí nhá. À. Rồi ok nhá. Rồi. Tức là bạn ấy vì một lý do gì đó và bạn ấy không muốn là người lạ về nhà, có thể là ở đó có cái vấn đề gì đó thằng thôi mình cũng chúng ta cũng đấy là quyền riêng tư. Vậy nên là thôi bà ta sẽ không đưa bạn ấy về nữa mà bà ta sẽ đi xuống nha. Đó rồi ngày mai thì sẽ quyết định cái việc có đi leo núi hay không nha các bạn. Ok, vậy thôi anh cảm ơn em nhé. Anh chào em, bắt tay em cái. Rồi, bắt tay nhá. Riêng. Riêng đúng không? Rồi ok, bắt tay riêng nhá. Rồi. Về em có cần tiền không? Anh có ít tiền cho em này. Không có lấy không? Có. Có gì? Dạ thôi anh ít lòng nhiều anh cho em 100 nhá để làm chi phí nhá. Cho em nhá. Ngày mai đi quyết định đi chứ. Ngày mai anh chưa biết là có đi hay không. Bởi vì bây giờ này, nếu ngày mai 8 giờ sáng anh có mặt ở đây thì là anh em mình đi. Vâng. Nếu không có mặt ở đây thì có nghĩa là anh không đi. Đồng ý chưa? Nhá. Vâng. Vậy đi, cứ vậy đi, cứ thoải mái đi em nhá. Vâng. Ok nhá. Đấy em về nhà đi. Vâng. Đấy, em cứ về nhà đi nhá. Rồi thôi nhá. Thôi được rồi, anh em mình chào nhau nhá. Rồi ok, tức là anh cũng em anh chỉ muốn lên thăm nhà em nhưng mà thôi em ấy lại có lý do nên là thôi mình cũng có không nên nhá, cũng không nên ép chúng ta đi xuống nha. Ok chào em nhá. Rồi là chào em, bye bye. Bye bye đi anh em mình đi xuống nha. Đây em mượn nha. Rồi rồi đứng ở trên đây mà nhìn xuống các bạn thì đây là một cái dòng suối nó bị cạn rồi và bây giờ thì bọn tớ đi xuống đây. Bạn ấy thì tiếp tục đi lên trên. Đó, bạn ấy tiếp tục đi lên nhà vì một lý do gì đó thì bạn ấy không muốn mình đến đấy các bạn. Vậy nên là trong cái trường hợp này thì chúng ta cũng không có nên ép. Bà ta thì bà ta, quan điểm của ta là không có ép, không có ép. Và nếu mà các bạn ấy mà muốn rằng là mình xuống, mình đến cùng với nhà, mình đến nhà bạn ấy thì chúng ta đến. Còn nếu không thì chúng ta không nên ép. Và bạn ấy nói rằng là ngày mai nếu mà mình muốn đi Tà Chỉ Nhù thì nhắn với bạn ấy. Thì bạn ấy sẽ không phải nhắn tại vì bạn ấy chẳng có điện thoại cũng không có cái gì hết. Thì bạn ấy sẽ đưa đi Tà Chỉ Nhù thì hẹn nhau là nếu 8 giờ sáng ngày mai. Mà nếu mà có mặt ở tại cái chỗ cái biển chỉ dẫn đi Tà Chỉ Nhù á, nếu có ở đó. Thì ngày mai thì bạn ấy sẽ dẫn đi Tà Chỉ Nhù. Thì cái này thì mình và đồng đội sẽ cân nhắc xem là có đi hay không. Tại vì đi leo núi là phải có sự chuẩn bị. Và cũng như là đi leo núi thì người dẫn đường của mình chúng ta cũng phải rất là rõ ràng với nhau. Và chúng ta cũng phải rất là hiểu nhau á. Đó. Thì có thể là trong cái hành trình vừa rồi ấy, mình cũng chưa hiểu được bạn ấy. Nên là hoặc là do lỗi ở mình là mình chưa hiểu. Hoặc là do bạn ấy có cái gì đó. Thì thôi thì chưa hiểu nhau thì không biết là có đi hay không nha. Nhưng cái cuộc gặp gỡ này cũng là một cái cuộc gặp gỡ là cũng có duyên đúng không các bạn? Chúng ta cũng có duyên. Nhưng rất tiếc là anh em của tớ lại không có lên được nhà của bạn ấy nha. Tại vì bạn ấy ban đầu nói là nhà ở đây. Nhưng mà ở đây gọi là lán à? Đây lán trồng ruộng. Lán trồng ruộng thôi. Đó thì mình cứ tưởng là nhà ở đây thì anh em mình đến đây luôn đưa bạn ấy về đúng không? Đó đưa bạn Diềng nhờ. Diêm hay Diềng gì đấy. Về và đến cái cầu cái kia các bạn kìa. Thì không đi được nữa. Xe nó hết rồi. Đó tức là hết cái đường đi rồi. Chỗ này là không đi ô tô vào được nữa. Nên là đành phải thôi và đi bộ với bạn ấy một đoạn. Đến bạn ấy về nhà ha các bạn. Ok và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Và bỏ ra ngày mai sẽ cân nhắc xem. Anh em chúng ta sẽ cân nhắc xem có đi hay không thì sẽ cân nhắc. Nếu đi thì 8 giờ sáng ngày mai thì sẽ đến đó. Còn nếu không đi thì anh em mình sẽ đi những điểm khác. Và chúng ta không đến là các bạn ấy sẽ biết là chúng ta không đi đúng không? Đó. Vậy bởi vì đi leo núi là cần phải có sự chuẩn bị các bạn ạ. Chứ không có phải là đi, cứ nói đi là đi. Đó và đi với người dẫn đường nó cũng phải là
rất là thông thạo và cũng lại là phải hiểu nhau nữa. Tại vì bạn này thì lúc thì nói bên kia, lúc nói bên đây nên mình cũng không biết như thế nào. Đó nên là chúng ta, bọn ta sẽ để cái việc đó lại sau ha. Quay xe chỗ này được này, nha. Được đấy. Sao đây? Sao mày không biết kia? Không lên được à? Đạp lên, đạp lên. Cái bảng đây là bảng gì ấy chị? Lên đây là bảng gì chị nhờ? Lên đây là bảng gì chị? Đây là bản gì? Bản gì ăn? Bạn chị có nói được tiếng Việt không? Có nói được tiếng Việt không? Không á. Có không, cháu nói được tiếng Việt không? Bản này là bản gì? Không nói được tiếng Việt. Dạ. Bản suối do. Suối do. Bản suối do. Phải đi xe máy mới lên được không? Rồi. Không đạp đây được rồi. Có cần em đạp không? Sợ mình còn không đạp được như là bạn ấy. Bạn ấy còn đạp còn hơn mình ấy. À, thế hai mẹ con đi đâu về đấy? Hả? Đi gặt. Đi gặt về. Đi làm đồng đúng không? À đúng. Rồi về nhá. Ở đây có con dao này, mang theo con dao với liềm nữa. Rồi về nhá. Rồi chào hai mẹ con. Thôi anh em mình đi. Rồi chào cháu nha. Đấy đi được rồi đấy.